Hello, xin chào tất cả các bạn. Sau đây chúng ta sẽ cùng đến với chương trình luyện nghe HNK4 nhé. Và chương trình luyện nghe của chúng ta hôm nay thì khá là đặc biệt, đó là chúng ta sẽ có bạn Trung Việt cùng đồng hành với Trấn Đạo Sư nữa. Bài hôm nay chúng ta sẽ đến với một đề mới của HNK4. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Phần thứ nhất, hôm nay chúng ta học phần 1 của nó. Phần 1 thì rất là đơn giản, chúng ta nghe và chúng ta sẽ dựa vào dữ liệu đó để đoán đúng hay là sai. Tôi hay là chùa, chúng ta sẽ cùng bắt đầu nhé. 现在开始第一题。 Bây giờ bắt đầu câu thứ nhất. Chúng ta cùng nghe nhé. 对不起，先生，那种蛋糕已经卖完了。不过，您可以尝一下这种饼干，味道也很不错。他想买蛋糕。Chúng ta cùng đọc lại nhé. 对不起，先生，那种蛋糕已经卖完了。 Tôi bố chỉ xin sừng, xin lỗi, thưa anh, là chúng tan cao, loại bánh gato đó, thì riêng mai quả lợ đã bán hết rồi. Tôi bố chỉ xin sừng, là chúng tan cao, ý riêng mai quả lợ. Câu tiếp theo. Bố quả, nhìn có ý chẳng ý xa, chờ chống bình gắn, vệ đạo yế hẳn bố thua. Bố quả. 您可以尝一下这种饼干，味道也很不错。不过呀, nhưng a à, đây là từ ngữ khí đệm vào cho câu nói nó có thêm cái biểu cảm. Ya也可以变成呀的音. Tuổi chúng ta cũng có thể nói là 不过呀, nín có thể chẳng ấy xia, anh có thể nếm thử một chút. Chưa chúng bình can loại bánh quy này, quê tạo mùi vị. Ý hẳn bố chùa cũng rất ngon. Bố quả, nín có ý chẳng ý xa, chờ chống bình gắn, vị đạo ý hẳn bố chùa. Tiếp theo, câu tiếp theo. Ta xiang mải đàn gâu. Ta xiang mải đàn gâu. Ta xiang mải đàn gâu. Anh ấy muốn mua bánh gato. Như vậy là câu này là đúng, đúng không? Đáp án là tuổi. À, đi, đi, đi. Ok, đi, đi. Câu tiếp theo chúng ta cùng nghe nhé. 2. 我挺喜欢现在住的地方，很安静，不像以前住的地方，虽然交通方便，但是周围很吵。他现在住的地方很安静。 对, 还是错呢? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe và dịch lại từng câu nhé. 二, 我挺喜欢现在住的地方，很安静。 Bây giờ chúng ta cùng đọc lại với bé Trung Việt nhé. 我挺喜欢现在住的地方，很安静。 我挺喜欢, tôi khá là thích. 现在住的地方, nơi ở hiện tại. 很安静, rất yên tĩnh. 我挺喜欢现在住的地方，很安静。 Câu tiếp theo chúng ta cùng nghe nhé. 不像以前住的地方，虽然交通方便，但是周围很吵。 Chúng ta cùng đọc lại nhé. 不像以前住的地方，虽然交通方便，但是周围很吵。 不像以前住的地方, 不像, không giống như, 以前住的地方, nơi ở trước đây. 虽然, tuy rằng, 交通方便, giao thông thuận tiện, 但是, nhưng, 周围, xung quanh, 很吵, rất ồn ào. 不像以前住的地方, 虽然交通方便, 但是周围很吵。 他现在住的地方很安静。他现在住的地方很安静。他现在住的地方, nơi hoặc chỗ, 他现在住的, bây giờ anh ấy ở, 很安静, rất yên tĩnh。他现在住的地方很安静。对, 还是错? 对呀。 Câu số 3 chúng ta cùng nghe nhé. 3. 虽然
很多大学生毕业后希望留在大城市工作，但也有不少大学生选择去农村，因为在那里也有许多好的发展机会。大学生不愿意去农村工作。现在我们一边读一边翻译，就大家不要不怎样。虽然很多大学生毕业后希望留在大城市工作，就大家共读来为慢中文耶。虽然很多大学生毕业后希望留在大城市工作，虽然对上很多大学生，rất nhiều sinh viên毕业后sau khi tốt nghiệp xong希望hy vọng留在大城市工作，留在là ở lại đâu đó, 大城市 thành phố lớn, 工作 làm việc. 虽然很多大学生毕业后希望留在大城市工作。chúng ta cùng nghe câu tiếp theo nhé. 但也有不少大学生选择去农村。但也有不少大学生选择去农村。但nhưng也有 cũng có 不少không ít 大学生 sinh viên 选择 lựa chọn 去农村 đi về nông thôn。但也有不少大学生选择去农村。chúng ta cùng nghe tiếp theo nhé。因为在那里也有许多好的发展机会，因为在那里也有许多好的发展机会，因为 bởi vì 在那里 ở đó 也有许多 cũng có rất nhiều 好的发展机会，机会 là cơ hội 发展发展好的 tốt 好的发展机会 những cơ hội 发展 tốt。因为在那里也有许多好的发展机会。大学生不愿意去农村工作。大学生不愿意去农村工作。大学生很愿意。不愿意 không muốn 去农村工作 về nông thôn làm việc。Và câu này thì chúng ta thấy là chua, câu này sai đúng không? Bởi vì là sai, sai. Hiện nay chúng ta thấy là dễ hiểu bù sảo ta suy sân xuyển chứa chuyển nông thôn đúng không? Có không ít những sinh viên lựa chọn về nông thôn. Như vậy là câu dữ liệu này là sai. Chúng ta cùng nghe tiếp câu số 4 nhé. Nhìn sư yào chư hội y sư mà? Nà bù yông sang lầu. Hội y sư 就在一层，您往前走，就在电梯左边。会议室在二层。sau đây chúng ta sẽ cùng vừa nghe vừa đọc và dịch nhé。四，您是要去会议室吗？您是要去会议室吗？会议室呢？phòng hội nghị hoặc là phòng họp。您是要去会议室吗？ anh muốn tới phòng họp à？那不用上楼，会议室就在一层。那不用上楼，会议室就在一层。那不用上楼 vậy thì không cần phải lên tầng. 会议室 phòng hội nghị 就在一层 ở ngay tầng một. 那不用上楼，会议室就在一层。您往前走。就在电梯左边。您往前走，就在电梯左边。您往前走 ，anh đi thẳng về phía trước. 就在 là ở ngay tại gì đó. 电梯左边 là bên trái. 电梯 là cầu thang máy. 您往前走，就在电梯左边。会议室在二层。会议室 phòng hội nghị。在二层啊，等嗨。会议室在二层。这句是对还是错呢？滴滴。好，我问你一个问题。塞塞。我
我问你个问题，会议室在哪里？会议室在第一层的电梯左边。对，会议室在一层，在电梯左边。Go 接听。五，现在是9:30，请大家注意，1小时后我们还在这个入口集合。参观过程中，请大家注意安全。参观时间是1小时。好，bây giờ chúng ta sẽ cùng đọc và dịch nhé. 现在是9:30。现在是9:30。Bây giờ là 9:30. Câu tiếp theo. 请大家注意，1小时后我们还在这个入口集合。请大家注意，1小时后我们还在这个入口集合。请大家注意，请 mọi người hãy 注意1小时后，sau 1 tiếng nữa，我们还在，chúng ta vẫn ở tại这个入口，lối đi vào này，cổng đi vào này，集合、tập hợp hoặc là tập trung。请大家注意，1小时后我们还在这个入口集合。参观过程中，请大家注意安全。参观过程中，请大家注意安全。参观过程中，trong quá trình tham quan，请大家注意安全。Xin mọi người hãy chú ý an toàn。参观过程中，请大家注意安全。参观时间是1小时。参观时间是1小时，特战参观了吗？点了后，对还是错呀？1小时后集合，嗯，所以它是懂而龙。对，câu tiếp theo chúng ta cùng nghe nhé。六，因为塑料袋会给环境带来污染，所以现在超市不再免费提供塑料袋，有需要的顾客可以向超市购买。超市提供免费塑料袋。OK，chúng ta cùng nghe và đọc lại nhé。因为塑料袋会给环境带来污染。因为塑料袋会给环境带来污染。因为塑料袋、túi ni lông 会给环境带来污染，sẽ làm ô nhiễm môi trường。给什么什么带来什么，có nghĩa là mang đến cái gì đó cho cái gì.污染là sự ô nhiễm, hoàn chỉnh là môi trường, tức là đem đến cái sự ô nhiễm cho môi trường, có nghĩa là gây ô nhiễm môi trường. 因为塑料袋会给环境带来污染。Câu tiếp theo. 所以，现在超市不再免费提供塑料袋。所以现在超市不再免费提供塑料袋。所以，cho nên, 现在，bây giờ, 超市，siêu thị, 休息，不在了，không còn gì đó nữa, 免费，免费，免费。提供，cung cấp, 塑料袋，túi ni lông. 所以现在超市不再免费提供塑料袋。有需要的顾客可以向超市购买。有需要的顾客可以向超市购买。有需要的顾客，đây là cụm danh từ làm chủ ngữ. 顾客，chúng ta dịch trước. Khách hàng tức là những người khách hàng mà có suy yếu đó có nhu cầu có thể xem cho sự câu mãi là mua xem cho sự câu mãi mua của siêu thị. 有需要的顾客可以向超市购买。超市提供免费塑料袋。超市提供免费塑料袋。超市 siêu thị 提供cung cấp
miễn phí, số liệu tải, túi ly lông miễn phí. Câu tiếp theo. 七, 和森林一样，在海洋里也生长着很多种植物，它们与海洋里的动物共同组成了一个美丽的海底世界。海洋里的植物很少。 Chor. Bây giờ chúng ta sẽ cùng vừa đọc vừa dịch nhé. 和森林一样，在海洋里也生长着很多种植物。和森林一样，在海洋里也生长着很多种植物。和森林一样， cũng giống như những khu rừng, tại hải dương lì ở trong đại dương, dễ sinh trưởng, tức là cũng có sinh sống. Hẳn đa chủng thực vật, rất nhiều loại thực vật. Hồ sơn lĩnh y yang, tại hải dương lì dễ sinh trưởng trở hẳn đa chủng thực vật. Tiếp theo. Tha men yu hải dương lì de dong wu gong tong zu cheng le yi ge mei li de hai di shi jie. 他们与海洋里的动物共同组成了一个美丽的海底世界。他们总与什么什么共同什么什么 nghĩa là cùng với cái gì đó để làm gì đó. Hải dương lì tờ tung u là những động vật ở dưới đại dương, chủ chống là tạo thành và tạo nên ý cửa mỹ lì tờ hải tỷ sư chia, một thế giới dưới đáy biển tuyệt đẹp. 他们与海洋里的动物共同组成了一个美丽的海底世界。海洋里的植物很少。海洋里的植物很少。海洋里的植物 những thực vật ở dưới đại dương, 很少, rất ít. Và câu này là chua, câu này là sai, bởi vì sai. Chúng ta thấy họ nói rằng là tại hải dương lì dễ sinh trưởng chữa hẳn đa chủng chữ u, ở dưới đại dương cũng có sinh trưởng rất nhiều loại thực vật. Như vậy thì câu họ nói là hải dương lì tờ chữ u hẳn sao là sai. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với câu 8. 8. 我父亲是医生，母亲是演员。 我的性格很像我父亲，我的理想就是做一个像父亲那样的医生。他的职业是演员。八，我父亲是医生，母亲是演员。我父亲是医生。 母亲是演员。我父亲是医生, bố tôi là bác sĩ. 母亲是演员, mẹ tôi là diễn viên. 我父亲是医生, 母亲是演员。OK, câu tiếp theo. 我的性格很像我父亲。我的性格很像我父亲。 我的性格, tính cách của tôi, 很像我父亲, tính cách của tôi, 很像我父亲, rất giống bố tôi. 我的性格很像我父亲. 我的理想就是做一个像父亲那样的医生. 我的理想就是做一个像父亲那样的医生. 我的理想, lý tưởng của tôi, cũng có thể dịch là ước mơ của tôi, 就是做一个, chính là làm một xiang phụ chi na yang de yi sheng, là một bác sĩ giống như là bố tôi. Wo de li xiang jiu shi zuo yi ge xiang fu qi na yang de yi sheng. Ta de zhi ye shi yan yuan. Ta de zhi ye shi yan yuan. Ta de zhi ye, nghề nghiệp của anh ấy, shi yan yuan, là diễn viên. Tôi hay là chua ya? 错的，不是他的职业是演员，是他母亲的职业是演员，对吧？啊，对对对。九，
张记者，我刚刚接到通知，明天要出差，恐怕没时间和您见面了，很抱歉，等我回来以后再跟您联系，我下周一回来。他下周回来。张记者，我刚刚接到通知。张记者，phóng viên Trương, 我刚刚, tôi vừa mới, 接到, nhận được, 通知, thông báo. 张记者，我刚刚接到通知。明天要出差，恐怕没时间和您见面了。明天要出差，恐怕没时间和您见面了。明天要出差, ngày mai phải đi công tác, khủng pa, e rằng, mấy时间, không có thời gian,和您见面了, gặp anh. 明天要出差, khủng pa, mấy时间, 和您见面了。câu tiếp theo. 很抱歉, 等我回来以后, 再跟您联系。很抱歉, 等我回来以后, 再跟您联系。很抱歉, rất xin lỗi. Tấng của khuấy lái ý khẩu, đợi sau khi tôi trở về. Giải cân đến liên xị, rồi sẽ liên lạc lại với anh. Hẳn bao chẹn. Tấng của khuấy lái ý khẩu, giải cân đến liên xị. Của xa châu y khuấy lại. Của xa châu y khuấy lái, thứ hai tuần sau tôi trở về. Của xa châu y khuấy lái. Tha xa châu khuấy lại. 他下周回来。他下周回来, tuần sau anh ấy trở về. Như vậy câu này được coi là đúng. 对。十。习惯是不容易改变的。因此,在孩子小的时候,父母要帮他们养成好的生活学习习惯。习惯。很难改变。啊，对啊，习惯很难改变。嗯。习惯是不容易改变的。习惯是不容易改变的。习惯 thói quen 是不容易改变的 là không dễ dàng thay đổi。习惯是不容易改变的。因此在孩子小的时候，父母要帮他们养成好的生活学习习惯。因此，在孩子小的时候，父母要帮他们养成好的生活学习习惯。因此 do đó hoặc là cho nên, 在孩子小的时候 khi con cái còn nhỏ,父母要帮他们, cha mẹ phải giúp chúng, 养成, hình thành, hoặc là xây dựng nên, 好的生活学习习惯, 好的生活学习习惯, là những cái thói quen tốt trong sinh hoạt và trong học tập. 因此, 在孩子小的时候, 父母要帮他们养成好的生活学习习惯。习惯。很难改变。习惯很难改变。thói quen là rất khó thay đổi. Câu này thì thực ra ai cũng biết đúng không? Đáp án của nó là đúng. Đúng. Thưa các bạn, thời lượng bài nghe của chúng ta hôm nay đến đây là hết và chúng ta cùng gặp lại nhau ở tập sau các bạn nhé. Rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ video ngày hôm nay. Bye bye.